Các bạn thân mến, xin chào các bạn. Chị hy vọng là các bạn đã có thể lên xem phần livestream này rồi, bởi vì chị rất là hy vọng có thể được gặp các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và nếu như mà các bạn đã lên xem phần livestream này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhá, được không nào? Kem ơi, các bạn đã lên xem phần livestream này chưa nhỉ? Hoa ban trắng nở đầy con ban nhỏ, nước mắt con. Chị hy vọng là các bạn đã có thể lên xem phần livestream này rồi, bởi vì chị rất là hy vọng có thể được gặp các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc hẳn là các bạn cũng đã vừa thi học kỳ 1 xong rồi. Và nhiều bạn thì đã bắt đầu ở các trường ấy, thì cũng đã bắt đầu bước vào học kỳ 2. Và các em đang cực kỳ băn khoăn là không biết là ở trong học kỳ 2 này thì chúng mình sẽ cần phải chuẩn bị những cái gì để có thể chuẩn bị tốt nhất. Bởi vì chỉ còn một học kỳ nữa thôi là chúng mình sẽ chính thức thi đại học rồi, đúng không? Chỉ còn một học kỳ nữa thôi là chúng mình sẽ chính thức thi đại học rồi. Bao nhiêu những cái lo lắng đổ dồn, và chị rất là mong là các bạn có thể tập trung ngay từ bây giờ. Và trong phần video clip ngày hôm nay, chị rất là muốn có thể chia sẻ với các bạn về một số những cái tip để chúng mình sẽ học văn tốt hơn này, và sẽ không còn cảm thấy đau đầu khi học môn học này nữa. Bởi vì chị hiểu rằng là những bạn đang xem livestream này là những bạn mà cực kỳ là mong muốn mình có thể đạt được một số điểm cao, đúng không? Ok, xin chào Hải Quỳnh, xin chào em. Xin chào Hải Quỳnh. Hello. Đợi mọi người một chút xíu nha. Hôm nay thì chị khá là rảnh rang, tại vì là các bạn ở trong lớp VIP thì đang thi cật lực. Hôm nay là cái buổi đầu tiên, cái lần thi thử đầu tiên của các bạn ấy. Ở trong lớp VIP của chị thì các bạn ấy còn được thi thử cơ. Xin chào Hải Dương, xin chào em. Xin chào Thanh Lam, xin chào Cẩm Ly. Đây là mình đi theo giấc mơ sớm mai gọi mời. Da 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 da. Hoa ban trắng nở đầy con ban nhỏ. Kỳ 2 chúng mình sẽ học thế nào nhở? Chị biết là các bạn đang rất là đau đầu về việc đấy luôn ấy. Ở trường thì các em đã bắt đầu học học kỳ 2 chưa? Các bạn ơi, ở trường thì các bạn đã bắt đầu học học kỳ 2 chưa? Ok, xin chào Thùy Dung. Xin chào Thùy Dung nha. Này là mình thi theo giấc mơ sớm mai gọi mời. Da 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 da. Hoa ban trắng nở đầy con ban nhỏ, nước mắt còn chưa phai. Ok, xin chào Trang Thu, xin chào Phan Minh Huế. Da da da. Đợi một chút nha, được không nào? Các em đã bắt đầu học vợ chồng A Phủ rồi à? Đau đầu không? Bước sang học kỳ 2 có thấy đau đầu không? Ngày hôm nay trong phần video clip này, chị sẽ hướng dẫn các bạn vượt qua học kỳ 2 một cách thật là đơn giản, được không ạ? Và chị nghĩ là cũng sẽ có rất nhiều những cái tip thú vị ấy, để chúng mình có thể bắt đầu ôn thi đại học nữa. Bởi vì đây cũng là một trong những cái chúng ta cũng phải học căng lên rồi ấy. Chứ các bạn cũng không thể đi bộ, đi từ từ từng bước được, mà bây giờ chúng ta cần phải học căng lên rồi. À, mai bắt đầu à? Tới những lúc mình giàu, hay ta có nhà lầu, thêm xe hay có lũ tất cả màu. Đợi một chút nhá, đợi chị 2 phút nữa thôi, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu. Thấy bình thường. Các bạn lớp VIP đang thi nên là chị rất là thảnh thơi. Kiểu cảm giác như là khi mà các em đang làm việc cật lực ấy, thì chị lại lên đây phát trực tiếp như này. Ừ đúng rồi, phải chạy thôi, không thể bình tĩnh được. Đợi chị cầm cái sạc pin chút nhá. Ok. Các bạn ơi, chúng mình sẽ bắt đầu nhá. Ok không? Chứ cứ đi từ từ thì không còn lâu mới tới đích. Tất nhiên là sẽ tới, nhưng mà chúng mình sẽ mất rất rất là nhiều thời gian để có thể tới đích.
Ok, chị biết là mỗi bạn thì đều có cực kỳ là nhiều những cái vấn đề riêng khác nhau. Nhưng mà thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bây giờ thì chúng mình sẽ cùng chia sẻ một chút xíu với nhau nhé về học kỳ 2. Ok chưa nào? Với những khoảng lo, nhiều khi ở công ty trễ lương, rồi tối ăn bánh mì. Cuối cùng cũng được học văn xuôi rồi à? Kiểu rất là nhiều bạn không thích văn xuôi ấy, sợ văn xuôi ấy, nhưng mà có một số bạn thì lại cực kỳ là thích văn xuôi. Giáo sư còn nói em muốn giờ hãy ta có nhà nào. Rồi ok, có đủ tất cả màu. Chị sẽ chuyển một chút nhạc nền để chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay với nhau nhá, được không nào? Giáo sư còn nhớ những lúc mình giàu. Hello, xin chào Đỗ Hiền, xin chào em. Em sợ văn xuôi à? À, mỗi người thì sẽ có một cái nỗi lo sợ riêng đúng không? Nhiều bạn thì sợ thơ, nhiều bạn thì lại sợ văn xuôi. Chị biết điều đấy và chị cũng hiểu điều đấy. Nhưng mà một trong những cái điều quan trọng là các bạn không sợ văn là được rồi. Các bạn cảm thấy yêu thích môn văn là được rồi. Bởi vì... ngày hôm nay điều trước tiên là phải chúc mừng học văn chị Hiên tròn 2 tuổi đã, được không ạ? Hôm vừa rồi ấy, khi mà tổ chức gọi là kiểu một cái bữa tiệc nho nhỏ nhưng mà rất là bất ngờ cùng với nhau, cùng với team chị Hiên xong ấy, thì thực sự tối về chị đã cảm thấy rất là xúc động và chị muốn là có thể phát trực tiếp cùng với các bạn để chia sẻ niềm vui cùng với các em. Thật ra là chị đã đi cùng với các bạn trong khoảng thời gian phải 4 năm rồi đấy, chứ không phải là 2 năm đâu. Trực tiếp đi cùng với các bạn trong khoảng thời gian 4 năm rồi. Và đến thời điểm hiện tại thì chị vẫn được nhận được vô vàn tình cảm yêu mến từ các em. Còn tất nhiên là chị biết cũng có những cái thứ mà chị vẫn chưa được hoàn chỉnh. Cũng có những cái thứ mà đôi khi các bạn còn chê trách chị là làm chưa tốt, làm chưa hay. Nhưng mà đối với bản thân của chị thì 2 năm vừa qua khi mà chính thức hoạt động trong dự án học văn chị Hiên thì đó là một cái niềm tự hào rất là lớn. Và không hiểu vì sao càng ngày chị lại càng yêu thích môn văn hơn. Có thể là chị đã tìm thấy ở môn văn rất là nhiều những điều thú vị mà trước đây chị chưa tìm thấy ở một cái công việc cụ thể nào mà chị làm. Và đặc biệt là quá trình tiếp xúc cùng với các bạn, ở bên cạnh các bạn này, đồng hành cùng với các bạn này, từ các bạn 99, 2000, 2001 và đến bây giờ các em là 2002, thì chị cảm thấy rằng là mình được nhận được rất là nhiều thứ. Đó là những cái lời cảm ơn này, đó là những cái lời động viên này, đó là kể cả những cái điều mà các bạn chê trách rằng chị chưa tốt nữa. Tất cả với chị đó đều là những cái thứ mà chị cần phải quý trọng. Và chị sẽ cố gắng, thực sự cố gắng để trong những năm tiếp theo đây, trong khoảng thời gian tiếp theo đây, khi mà học văn chị Hiên không còn là một mầm cây nữa, mà mầm cây ấy sẽ ngày càng lớn lên, có những nhánh, có những nở những bông hoa, và chị mong rằng là cây học văn chị Hiên sẽ ngày càng phát triển tốt hơn, được không ạ? Thì chị cũng rất là muốn, chị rất là muốn có thể gửi lời cảm ơn đến các em. Thực sự đó là lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn các em vì vẫn đang ở đây để tiếp tục đồng hành cùng với chị. Cảm ơn các em đã giúp cho học văn chị Hiên thêm một năm nữa có thêm những thành tựu, có thêm những người bạn. Và chị cảm ơn các em bởi vì các bạn đã yêu thương môn văn, ngày càng yêu thích môn văn và học tốt môn học này hơn, được không nào? Rất là cảm ơn các bạn về điều này. Và chị hy vọng rằng trong năm nay học văn chị Hiên của chúng ta sẽ đạt được những cái thành quả thật là tốt đẹp. Và các bạn khi đã đồng hành cùng với chị thì các bạn sẽ có được cái số điểm cao nhất ở trong kỳ thi đại học sắp tới. Và chúc cho mọi cái nguyện vọng, mọi cái ước mơ của các em sẽ đều sớm trở thành hiện thực nhá. Ok chưa ạ? Rồi, ở trong phần phát triển tiếp ngày hôm nay, như đã nói ở phần mà chúng ta chia sẻ với nhau, đó chính là chúng mình sẽ cùng với nhau, đúng không ạ? Chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu về cái gì đấy ạ? À, về cái chương trình ngữ văn lớp 12, cụ thể là chương trình ngữ văn lớp 12. Kem đã có một cái bước chạy đà rồi, đúng không? Kem đã có một cái bước chạy đà ở trong kỳ 1 rồi. Chị biết là thật ra là có nhiều bạn thì không chạy đâu. Các bạn chỉ đi thôi, đi bộ thôi. Thậm chí là nhiều khi nhìn thấy những cái cuộc vui, các bạn còn ghé lại để tiếp tục những cái cuộc vui đấy nữa, chứ không nói gì đến chuyện là các bạn bỏ bê việc học hành. Nhưng các em ơi,
bây giờ đã là học kỳ 2 rồi. Chị biết là khoảng thời gian sắp tới là Tết và các bạn sẽ mất chừng là gì ạ? Các bạn sẽ mất chừng khoảng 1 tháng để có thể vui vẻ và để cho những cái dư âm của Tết nó tan biến đi hết, đúng không? Vậy là chúng ta sẽ chỉ còn vỏn vẹn chừng khoảng 4 đến 5 tháng nữa thôi. Bởi vì các bạn sẽ mất thêm 1 tháng để các bạn còn viết lưu bút, còn chia tay, còn chuẩn bị cho ngày cuối năm nữa. Vậy là chúng ta chỉ còn vỏn vẹn chừng 4 tháng thôi để chúng ta có thể chính thức ôn thi và chính thức chạy để về đích. Sắp về đến đích rồi, nếu như bỏ cuộc thì uổng quá, đúng không? Thế nên chị mong là các bạn sẽ không bỏ cuộc. Và chị cũng nghĩ rằng là các bạn K2, K2 là các bạn rất là can đảm và các bạn nhất định sẽ không bỏ cuộc, được không ạ? Điều đó khiến cho bản thân của chị thúc đẩy chị rằng là ngày hôm nay chị phải trực phát trực tiếp cùng với các bạn để sốc lại tinh thần của các em, để định hướng lại cho các em. Các em có biết không, hiện tại bây giờ các bạn ở trong lớp học văn online, văn VIP của chị không được đang xem livestream giống như các em đâu, mà các bạn ấy đang cật lực viết bài. Bởi vì ngày hôm nay là buổi thi thử đầu tiên của các bạn ấy. Các em thì khác, các em đang được ngồi đây cùng với chị, nghe chị nói và không phải làm gì cả, đúng không ạ? Các em may mắn hơn các bạn ấy bởi vì các em đã không lựa chọn khóa học của chị để các bạn không phải vất vả. Nhưng mà chị lại nghĩ rằng là các bạn ấy cũng may mắn bởi vì các bạn ấy đã lựa chọn chị để đồng hành và bây giờ các bạn ấy đang được rèn luyện và các bạn ấy có một cái kỳ thi thử online đầu tiên, được không nào? Được người khác đọc bài của mình, chấm bài của mình và đưa ra những cái nhận xét để cho cái bài viết của mình tốt nhất và ngày càng tốt lên. Thành công của chị ở trong một năm vừa rồi có lẽ chính là sự tiến bộ của các bạn ấy, bởi vì chị cảm nhận được rằng là cái điểm số của các bạn ấy được cải thiện và cái khả năng viết của các bạn ấy cũng được cải thiện, được không nào? Thì chị mong rằng là các em ơi, bây giờ chúng ta không còn thời gian để chúng ta chạy đà nữa đâu, mà bây giờ chúng ta phải tăng tốc để về đích thôi. Thế nên đừng bàng quang với việc học nữa, đặc biệt là những bạn đang gì ạ? Đặc biệt là những bạn đang học môn văn, đặc biệt là những bạn đang quyết định là chúng ta sẽ chọn môn văn là môn mà chúng ta sẽ thi đại học, xét điểm vào đại học, bởi vì môn văn là môn thi đầu tiên đấy. Nên là chúng ta sẽ có rất là nhiều áp lực, vạn sự khởi đầu nan mà, phải không? Nếu như mà chúng ta vạn sự, chúng ta làm cái việc mở đầu mà nó tốt đẹp thì chắc chắn là cái kỳ thi của chúng ta cũng sẽ rất là tốt đẹp. Nên chị muốn là thật ra học môn văn thì cái thời gian mà chúng ta cần để rèn rũa sẽ là rất dài đấy, chứ không phải là chỉ trong vòng 1 tháng hay là trong vòng 1 tháng rưỡi là chúng ta đã có thể ôn được tất cả đâu. Ôn như các em như vậy chỉ là ôn tủ thôi, chứ không phải là thực sự học. Chị mong muốn ở các bạn là các bạn phải thực sự học cơ, được không ạ? Nếu như mà các bạn không thực sự học thì nếu điểm số không như mong muốn thì cũng chỉ là do bản thân chúng ta thôi. Lúc đó chúng ta không có quyền trách cứ ai cả, mà chúng ta chỉ có quyền tự trách bản thân mình vì mình đã không thực sự cố gắng. Chúng ta có thời gian nhưng chúng ta lại không cố gắng. Ở trong học kỳ 2 này, các bạn sẽ không phải học thơ nữa, mà chúng ta sẽ dành phần lớn để nghiên cứu về văn xuôi. Nếu như kết thúc chương trình học kỳ 1, chúng ta kết thúc bằng một bài tùy bút và một bài ký, đó là Người lái đò sông Đà và Ai đã đặt tên cho dòng sông, thì bước sang chương trình học kỳ 2 của lớp 12, chúng ta sẽ bắt đầu học truyện. Ở đây có bạn nào thích học truyện không ạ? Ở đây có bạn nào thích học truyện không? Có bạn nào thích học văn xuôi không? Chúng ta sẽ học về thể loại văn xuôi và chủ yếu là truyện. Các bạn ơi, ở đây có bạn nào thích học văn xuôi không? À, em sợ học xong rồi quên à? Làm sao mà quên được? Những thứ mà đã phản xạ, trở thành phản xạ cố hữu của chúng ta rồi thì sẽ rất là khó để quên. Chỉ là chúng ta học vẹt, chúng ta học hời hợt thì mới có thể quên thôi, được không ạ? Thì mới có thể quên thôi. Nào, hãy cho chị biết. À, có em à? Em ạ. À, có rất là nhiều bạn thích văn xuôi đúng không? Thật ra thì bản thân của chị luôn nghĩ rằng nếu như chúng mình tìm ra được một cái điều gì đó thú vị ở trong văn học thì chúng ta sẽ vô cùng yêu thích môn học này. Còn nếu như mà bản thân chúng ta chưa tìm được bất cứ điều gì mà khiến cho chúng ta cảm thấy hứng thú với môn học này thì điều mà các bạn học môn học này dở, điều các bạn học môn học này tệ cũng là điều bình thường thôi, được không ạ? Không tránh được, ok không? Nhưng mà ngày hôm nay chị rất muốn chia sẻ cùng với các bạn để gợi ra cho các bạn những cái hứng thú để các bạn có thể học văn xuôi. Và các em sẽ cảm thấy rằng là à, thì ra học văn xuôi không hề chán giống như chúng mình nghĩ, mà thật ra học văn xuôi rất là thú vị, được không ạ?
Chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những cái tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 12 kỳ 2 nhá. Và đợi chị một chút xíu để chị lấy quyển sách giáo khoa. Chúng ta sẽ cùng, bây giờ thì các bạn cũng sẽ mở lấy sách giáo khoa nhá, được không ạ? Các bạn cũng sẽ lấy sách giáo khoa ra cùng với chị, được chưa? Để chúng ta sẽ cùng lướt qua xem là trong chương trình ngữ văn lớp 12 học kỳ 2 này thì chúng ta có những cái gì cần phải lưu ý nhá. Ok, đợi chị một xíu, chị lấy quyển sách giáo khoa đây. Đây rồi, đây là cuốn sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 kỳ 2, được không ạ? Chúng ta sẽ cùng khám phá xem là ở trong nha. Ok chưa nào? Ok không? Ok chưa? Nào, bắt đầu mở ra xem có gì. À rồi, bài đầu tiên mà chúng ta học đó là Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Các bạn ơi, thật ra bài này thì nó cũng không khó đâu. Bởi vì là đọc Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, tôi có cảm giác giống như là tôi đang được quay trở về với một cái không khí của một câu chuyện cổ tích hiện đại, đúng không ạ? Tại vì sao ạ? Tại vì đây là một cái câu chuyện kể về cuộc đời của một cô gái ở trên vùng dân tộc núi cao Tây Bắc. Và cô gái này thì là người dân tộc Hờ Mông. Cô gái này thì rất là xinh đẹp, phải không ạ? Cô gái này thì rất là xinh đẹp và có một cái tài năng, đó là lá hay như thổi sáo. Chỉ cần đặt chiếc lá lên môi thôi, lên đôi môi thôi là đã có thể cất thành những cái bài, những cái bản tình ca vô cùng sao xuyến rồi, được không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là chuyện Vợ chồng A Phủ là một trong những cái câu chuyện rất là tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của một nhà văn mà đã từng được coi là nhà Hà Nội học, đã từng được coi là một khoảng trời ký ức của biết bao nhiêu, đã được coi là một cái khoảng trời ký ức của biết bao nhiêu những thế hệ thiếu nhi qua cái tập truyện dài Dí Mèn Phu Lưu Ký. Nếu như các bạn vẫn còn nhớ nhá, thì hồi lớp 6 chúng mình đã từng học một cái trích đoạn trích trong Dí Mèn Phu Lưu Ký rồi, đó chính là bài học đường đời đầu tiên, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ không khám phá nhà văn Tô Hoài ở một cái phương diện trong những cái tác phẩm viết cho thiếu nhi nữa, mà chúng ta sẽ khám phá nhà văn này trên cái phương diện là tôi gửi những cái tình cảm của tôi, được không ạ? Tôi gửi những cái tình cảm của tôi. Em không xem được à? Các bạn ơi, các em có xem được không? Sao tự nhiên các em lại bảo bị lag ta? Các em có xem được không? Mạng ơi là mạng. Này là mình... Các bạn ơi, các em có xem được không? Các bạn có xem được không ạ? Có chị à? Thế sao những cái bạn kia lại không xem được? Sao các bạn kia lại không xem được nhỉ? Làm sao để học tốt văn xuôi thì một lát nữa chị sẽ nói nhá. Có chị ạ, các em vẫn xem được đúng không? Các em vẫn xem được bình thường đúng không? Ok nhá, chị sẽ nói tiếp. Chúng mình sẽ cùng khám phá nhà văn Tô Hoài ở một cái khía cạnh khác. Tức là sẽ không phải là một cái câu chuyện viết cho thiếu nhi nữa, mà chúng mình sẽ khám phá nhà văn này ở một cái khía cạnh, đó chính là viết về Tây Bắc. Tôi gửi lại gì ạ? Tôi gửi lại những cái mảnh tình, những cái tình cảm của tôi cho đất và người nơi đây. Bởi vì chúng ta đã nói rằng là nhớ bản Sương Giang, nhớ đèo Mây Phủ, nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã khóa tâm hồn, được không ạ? Có thể là cái khoảng thời gian 8 tháng sống ở đây, sinh hoạt cùng với đồng bào, tiếp xúc với đồng bào, với những phong tục tập quán ở đây,
Cho nên Tô Hoài đã để lại cho nền văn học Việt Nam hiện đại một cái tập truyện nổi tiếng như vậy, đó chính là tập truyện Tây Bắc, bao gồm 3 tác phẩm là Cứu Đất Cứu Mường, Mường Sơn và Vợ Chồng A Phủ. Thì ở đây chúng ta được khám phá về Vợ Chồng A Phủ. Các em có biết không, những ấn tượng mà để lại ở trong chị khi mà học về Vợ Chồng A Phủ, chị nhận ra một điều rằng là khi mà người ta sống trong cái khổ ấy, người ta đã khóa quá khổ rồi thì người ta rất là khó để có thể đồng cảm với những cái cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà đứng trước những đau đớn của người khác, người ta không cảm thấy đau đớn. Thế nhưng mà tiềm ẩn sâu trong trái tim của mỗi con người đều là một cái tấm lòng nhân hậu. Và chỉ cần chạm đúng đến cái nơi mà chúng ta gì ạ? À, chỉ cần chạm đúng đến cái nơi, cái trái, một cái phần của trái tim để cho cái tảng băng giá nó tan ra thôi, thì tất cả mọi thứ sẽ đều phá vỡ mọi cái quy luật. Và đó chính là lý do tại sao mà sức sống tiềm tàng của cô Mỹ đã được đánh thức, và trái tim băng giá của cô gái này đã bị tan chảy bởi giọt nước mắt của A Phủ, để rồi cả hai người này đã cùng nhau tự giải thoát trước sự trước cái sự đe dọa về cường quyền, bạo quyền và thần quyền của gia đình tên địa chủ nhiều bạc, nhiều nương, nhiều thuốc phiện nhất làng, đó chính là Thống Ly Ba Cha. Và câu chuyện này là một câu chuyện hết sức là thú vị, có những cái tình tiết cay cấn, có những cái nút thắt, nút mở, và giúp cho chúng ta có thể cảm nhận một cách rất là đầy đủ về những cái phong tục tập quán của người miền núi, giúp cho chúng ta hình dung ra được cách mà người miền núi họ nói chuyện với nhau như thế nào, họ kể chuyện cho nhau nghe ra sao. Và chúng ta sẽ thấy rằng quả thực nhà văn Tô Hoài là một trong những nhà văn kể chuyện cực kỳ là duyên dáng. Và chính bởi cái sự duyên dáng đó mà gì ạ, mà Vợ Chồng A Phủ đã tạo ra cái sự thu hút đối với bạn đọc. Ok chưa ạ? Vậy thì các bạn hãy dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về câu chuyện này nhé. Sau khi mà các bạn tìm hiểu xong về Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, chúng ta sẽ tiếp tục cái chương trình ngữ văn lớp 12, và chúng ta sẽ có một cái tác phẩm nữa cũng rất là quan trọng. Đó chính là một câu chuyện mà chị xin được mạn phép gọi là câu chuyện cổ tích tình yêu. Câu chuyện cổ tích tình yêu. Và câu chuyện cổ tích tình yêu này thì xoay quanh nhân vật chính là một kẻ khờ, là một người dân ngụ cư vừa xấu vừa nghèo, không có nghề nghiệp ổn định, nói chung là không có bất cứ một cái gì để hứa hẹn cả, được không ạ? Không có bất cứ một cái gì hứa hẹn cả. Thế nên là chính vì cái điều này ấy mà chúng ta có thể thấy rằng là tình yêu đến giống như là một cái làn gió mát để thay đổi tâm hồn con người, để con người ta từ việc sợ hãi một thứ gì đó lại can đảm đối diện và tìm ra được những cái đường đi cho tương lai của chính bản thân mình. Và chúng ta cũng thấy rằng tình yêu là một cái sức mạnh diệu kỳ để chúng ta tin rằng là chúng ta chỉ cần hướng về phía mặt trời thôi, rồi tất cả bóng tối sẽ ngả lại sau lưng. Và giữa ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, nếu như chúng ta quyết định lựa chọn điều gì thì chúng ta sẽ có điều đấy. Và nhân vật người vợ nhặt chính là nhân vật điển hình cho điều này. Tôi lựa chọn việc tôi dám sống. Và chính bởi cái việc tôi dám lựa chọn là tôi muốn sống và tôi phải sống, nên tôi có thể bằng mọi cách, bằng mọi giá để tôi có thể được sống tiếp, được không ạ? Hãy đọc câu chuyện này nhé. Đây cũng là một cái câu chuyện cực kỳ là thú vị, và chị tin rằng nếu như mà các bạn đọc rồi thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có quyền lạc quan về cuộc đời này, bởi vì cuộc đời là một cái phép màu, cuộc đời là một cái cuốn sách cực kỳ là kỳ diệu. Mỗi ngày là một trang các em lật ra, lật mở, và các em sẽ thấy ở đó rất nhiều những món quà bất ngờ và tuyệt vời. Và chị cũng mong là các em sẽ cảm nhận được cái tinh thần mà bản thân Kim Lân muốn truyền tải qua chuyện ngắn của mình. Đó là gì ạ? À, đó là giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, có những con người nghèo khổ, họ vẫn neo bám vào nhau để tìm ra ánh sáng, tìm ra đường đi, không ngừng hy vọng và tin tưởng vào một cuộc sống tốt đẹp ở phía trước. Được không nào? Nhá, hãy dành thời gian để... Sao thế nhá? Đợi chị xíu nhá. Chị vừa thay đổi mạng ấy, các em thấy sao? Tại vì chị vừa thấy nó lag quá. Các em ơi, các bạn thấy ổn hơn chưa ạ? Các bạn thấy ổn hơn chưa? Tụt hết cả người xem. Các bạn đi ra hết vì mạng không ổn rồi. Sao ạ? Ổn chưa? Buồn ghê ấy, làm các bạn out hết rồi. Wi-Fi nhà chị nhiều khi chán ghê ấy.
Các bạn ơi, ổn chưa ạ? Làm các bạn ra hết của chị á. Các bạn ơi, ổn chưa? Giờ nhìn rõ hơn rồi à? À mai em thi thử à? Chị chúc em thi tốt nhá. Hoàn thành bài thi của mình thật là tốt nha. Hoàn thành bài thi của mình thật là tốt nha. À, lại chuẩn bị thi thử tiếp à? Bữa mai bọn em thi học kỳ văn. Ơ mai mới thi á? Muộn thế. Muộn thế. Rồi các bạn ơi, chị sẽ xem là chị không thấy comment này. Trở nên yêu môn văn hơn à? Văn học và đời sống là những đường tròn đồng tâm và tâm điểm chính là con người. Nếu như mà chúng mình cảm nhận được những điều đấy ấy, thì thật sự việc học văn đối với chúng mình sẽ rất là đơn giản luôn, được không? Chỉ cần là các bạn cảm nhận được điều đấy thôi thì việc học văn đối với chúng mình sẽ rất là đơn giản. Vì thế, đừng ngại ngùng gì mà không tìm hiểu về những tác phẩm văn học nhá, được không? Chúng ta có vợ chồng A Phủ, chúng ta tìm hiểu để chúng ta có thêm sức mạnh, niềm tin vào cuộc đời, rằng là trong những cái điều cực khổ như vậy, người ta vẫn có thể hướng tới cái ánh sáng và người ta dám vượt qua những cái mối đe dọa về cường quyền, bạo quyền và thần quyền để tìm ra cái điểm đi cho chính bản thân mình, đúng không ạ? Còn đối với câu chuyện Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân thì chúng ta có thể cảm nhận được một điều là quả thực nhà thơ Xuân Diệu từng viết trong một thi phẩm của mình rằng là làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào cũng đúng thôi. Tại bởi vì là nhờ vào tình yêu mà làm cho con người ta can đảm hơn rất là nhiều. Anh cu chàng từ một chàng trai khờ khạo bây giờ đã trở thành một người chủ gia đình có chính kiến và mong muốn rằng mình sẽ góp một phần nào đó để giúp cho ngôi nhà của mình đẹp hơn, sáng sủa hơn và cùng với mẹ, cùng với vợ mình xây dựng tương lai. Người vợ Nhặt là biểu trưng cho một cái làn gió mát lành, biểu trưng cho một tình yêu ập đến với một người đàn ông nghèo khổ, là một tình yêu méo mó và bi hài nhưng lại cứu rỗi cả hai con người. Và bà cụ Tứ là hình ảnh của một người mẹ hiền hậu. Và người mẹ hiền hậu này chính là người mà đã thắp lên biết bao nhiêu niềm tin ở trong trái tim những người con của mình, được không ạ? Rồi, thì đó là chuyện cổ tích tình yêu Vợ Nhặt. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một tác phẩm sau khi mà học xong về chuyện cổ tích tình yêu Vợ Nhặt, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu chuyện mang tên gọi là Rừng Xà Nu. Kem ơi, kem đã đọc chuyện chưa? Kem đã đọc trước chuyện ở trong cái cuốn sách kỳ 2 chưa? Các bạn ơi, kem đã học xong cái đã đọc cái cuốn này chưa? Đã đọc sách giáo khoa kỳ 2 chưa? Chắc là chưa đâu đúng không? Mặc dù là biết học chuyện nhưng mà cũng phó mặc cuộc đời. Cần gì phải học? Phải không? Nào nói cho chị biết nào. Các bạn ơi, kem đã đọc chưa? Kem đã đọc sách học kỳ kem đã đọc sách học kỳ 2 chưa? À dạ rồi à. Chăm ghê nhở. Ồ, thầy em dạy hết chương trình học kỳ 2 luôn rồi á. Ôi nhanh thế. Sao lại đã dạy hết rồi? Đã kỳ 2 đâu mà sao lại đã dạy hết rồi? Em đi học thêm à hay sao? Wow, dành lời khen cho các bạn, chăm chỉ quá. Đấy, 2K2 đâu có lười đâu, đúng không? Thế mà các bạn ấy vẫn cứ hay bảo với chị là chị ơi, chị đừng có mắng bọn em nhá. Tại vì là các bạn 2K2 được theo đánh giá là học sinh 2K2 là học sinh lười nhất từ trước đến giờ. Nhưng mà chị không tin. Đấy, wow, chị cảm thấy các bạn rất là chăm chỉ luôn đấy, chứ không hề lười. Wow, dành lời khen cho các bạn nhá. Trời ơi, dạy trên lớp mà đã dạy hết luôn chương trình học kỳ 2 rồi á. Trời ơi, quá siêu luôn đấy. Thật sự đấy, quá siêu luôn đấy. Các bạn rất là chăm, tự học à. Ok, rồi. Dù là các bạn đã đọc rồi, nhưng mà chị vẫn muốn có thể giúp các bạn khơi gợi những cái cảm xúc, được không ạ?
trong cái quá trình mà chúng ta học môn văn nhá, được không nào? Rồi các bạn ơi, chúng mình có chuyện ngắn tiếp theo là chuyện ngắn Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyên Ngọc của Trung Thành. Nếu như mà vợ chồng A Phủ đưa tôi về khoảng không gian thiên nhiên của vùng núi cao Tây Bắc hùng vĩ thơ mộng với những người con trai con gái rất là trẻ tuổi, phải không ạ? Và trong họ mang trong mình là một tình yêu, và đó là một tình yêu giúp cho họ yêu người, yêu đời, yêu cuộc sống và trở thành những người chiến sĩ kiên trung khi mà đến với mảnh đất phiền xa sau này. Thì chuyện ngắn vợ chồng A Phủ, thì chuyện ngắn vợ nhặt lại đưa chúng ta về với cái gì ạ? Lại đưa chúng ta trở về một cái không gian Bắc Bộ, đậm chất Bắc Bộ, với hình ảnh của anh Cu Tràng, đúng không? Với hình ảnh của một người đàn ông ngô nghê, khờ khạo, nhưng bằng tình yêu, bằng cái mong muốn về một mái ấm hạnh phúc mà chàng đã đưa ra những cái quyết định liều lĩnh để cứu sống bản thân mình và cũng cứu sống người luôn, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta lại cùng với nhau đi về dải đất Tây Nguyên để cùng lắng nghe một cái câu chuyện về gì ạ? Để cùng lắng nghe một cái câu chuyện của một nhà văn vô cùng nổi tiếng, đó chính là nhà văn Nguyên Ngọc Nguyễn Trung Thành qua tác phẩm Rừng Xà Nu. Đây là một cái câu chuyện mang cái tính sử thi rất là cao, kể về nhân vật anh hùng Tần Ú, được không ạ? Là một người con của vùng đất Tây Nguyên, mang trong mình dòng máu của vùng đất Tây Nguyên, và kiên trung, dũng cảm, thông minh, gan dạ, yêu thương vợ con, yêu thương xóm làng, yêu thương quê hương đất nước. Đó là tất cả những cái cụm từ mà chị muốn dành cho Tần Ú. Và nếu như mà các bạn tò mò tìm hiểu xem là Rừng Xà Nu có ý nghĩa như thế nào với nhân vật này và tại sao nhân vật này lại bị cụt 10 đầu ngón tay, thì hãy nhanh chóng đọc câu chuyện Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyên Ngọc Nguyễn Trung Thành các bạn nhé. Đây là một câu chuyện cực kỳ hay, chị bao hay luôn, được không nhá? Rồi, thì đó là tác phẩm Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyên Ngọc Nguyễn Trung Thành. Sau khi mà học xong tác phẩm Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyên Ngọc Nguyễn Trung Thành thì các bạn sẽ học tiếp theo, đó là Những Đứa Con Trong Gia Đình này, được không ạ? Đây là một câu chuyện của mảnh đất phương Nam, những con người phương Nam, được không ạ? Sau khi học xong thì các bạn sẽ học Thuốc của Lỗ Tấn, một cái tác phẩm của Trung Quốc. Wow, kem ơi, kem. Wow, chị tìm thấy tiền ở trong sách này. Nhìn này, sao lại có tờ 200 này? Ô, hay nhở. Sao lại có tiền ở trong sách của chị nhở? Ồ, kem ạ. Kem ơi, tự nhiên chị tìm thấy tiền ở trong sách của chị này. Chị không biết sao nữa, nhưng mà đây là tờ 200 luôn. Ồ, lâu lắm rồi chị mới nhìn thấy tờ 200. Và đây là 500. Vậy tổng là chị tìm được 700 ở trong sách của chị. Ôi, không biết, chị không biết luôn. Không biết là chị đã để vào cuốn sách này từ bao giờ, và ngày hôm nay chị đã nhìn thấy nó. 700 đồng các em ạ. 700 đồng nhá các em nhá. Trời ơi, những cái đồng tiền thật là cũ. 200 giờ tìm khó lắm luôn đấy. Tiền quý lắm nha chị. Quý lắm à. Đây nhìn này. Bây giờ các em làm sao có cái tờ tiền này được không, đúng không? Làm sao có tờ tiền này được? Ồ, trời ơi, giật mình. Giật mình, giật mình. Được không? À, chị tưởng còn hồn trưng ma rằng gì? Đếp đóng khung đi chị á. À, chúng ta còn có Thuốc, Số Phận Con Người, Ông Già Và Biển Cả, và đặc biệt là tác phẩm kịch Hồn Trương Ba Ra Hàng Thịt, được không ạ? Thì cái tác phẩm này nhá, Thuốc, Số Phận Con Người, Ông Già Và Biển Cả ấy, đây là ba tác phẩm thuộc văn học nước ngoài, chị sẽ không nói. Còn có một cái tác phẩm kịch nữa mà các bạn cũng cần phải quan tâm, đó chính là Hồn Trương Ba Ra Hàng Thịt. Và trên là chúng mình có một cái chuyện ngắn nữa, đó chính là chuyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Đây là chuyện ngắn viết vào thời kỳ hiện đại rồi, tức là những cái năm tháng mà chiến tranh đã trôi qua rồi. Và bây giờ người ta đang hướng nhiều hơn tới cái việc là tôi cần phải xây dựng cái cuộc sống của tôi và quan tâm hơn tới những cái vấn đề cơm áo gạo tiền rồi. Và hình ảnh người đàn bà hàng chài chính là một cái hình ảnh gây ám ảnh đối với người đọc khi mà tìm hiểu về Hồn, khi mà tìm hiểu về Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh của một người đàn bà lúc nào cũng nhẫn nhịn, hình ảnh của một người đàn bà lúc nào cũng cam chịu bị chồng đánh bao nhiêu trận rồi, nhưng mà nhất quyết vẫn không bỏ chồng. Vậy thì tại sao người đàn bà này lại không bỏ chồng? Thì các bạn hãy tìm đọc câu chuyện này nhé. À rồi, năm nay thịt lợn đắt, chắc là ra gì?
Chắc là ra hồn chương ba giang thịt. Trời ơi, một cái lý luận thật là kinh khủng. Trời ạ. Rồi các bạn ơi, cái này nhá, Hồn chương ba giang thịt là một trong những cái tác phẩm kịch rất là nổi tiếng của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, chính là chồng của nữ sĩ Xuân Quỳnh, là tác giả của cái bài Sóng mà các bạn học trong chương trình ngữ văn lớp 12 học kỳ 1 đấy, được không nhá? Thì đây là một cái tác phẩm kể về ông Trương Ba, là một người mà thích làm vườn, gọi là thích những cái thú vui tao nhã và rất là nhỏ nhẹ đối xử với con cái, chăm chỉ làm ăn. Nhưng mà vì một cái vấn đề là cái lão, tức là gì ạ, bị Nam Tào gạch sổ nhầm, thế nên là mới dẫn đến việc là ông này ông ấy bị chết oan, được không? Và ở trên trời ấy thì có một cái tên, có một cái ông quan tên là Đế Thích, thì ông này ông ấy rất là thích đánh cờ. Và khi mà, tức là sao ạ, khi mà ông Trương Ba này ông ấy chết đi thì ông Đế Thích mất đi một cái người đánh cờ giỏi, một cái người bạn đánh cờ giỏi của mình. Thế nên Đế Thích đã bày cho Nam Tào là bây giờ sẽ cho Trương Ba sống lại, được không ạ? Và cho Trương Ba nhập vào xác của anh Hàng Thịt. Và từ khi mà Trương Ba nhập vào xác của anh Hàng Thịt thì đã có rất là nhiều thứ xảy ra ở trong gia đình của người đàn ông này. Và đến cuối cùng thì Trương Ba đã lựa chọn cái chết để giải quyết tất cả những cái mâu thuẫn mà mình đã gây ra, tất cả những cái việc mà mình đã gây ra. Và có những cái thông điệp vô cùng ý nghĩa được rút ra từ cái này. Nếu như mà các bạn tò mò về cái trích đoạn này thì hãy nhanh chóng đọc Hồn Trương Ba Giang Thịt nhé. À, các bạn ơi, app văn học này thì chỉ dành cho hệ điều hành iOS thôi, được không ạ? Và ở trong cái phần đăng nhập ấy thì cái tên đăng nhập đầu tiên là các bạn sẽ để mail giúp chị nhé, được không? Các bạn sẽ để mail giúp cho chị nha. Ok chưa? Chứ không phải là tên đăng nhập đâu, mà các bạn sẽ để mail. Cái dòng đầu tiên tên đăng nhập là các bạn sẽ để mail giúp cho chị, được không? Nhá. Thì đấy, lượt qua những cái tác phẩm mà chúng mình sẽ học trong chương trình ngữ văn, trong chương trình ngữ văn học kỳ 2. Như ơi, nếu như mà em muốn nghe audio của chị ấy thì em có thể lên trên YouTube để em nghe nhá. Còn audio flashcard thì em cứ quét ra bình thường thôi, em quét ra bình thường giúp chị thôi, được không nhá? Audio flashcard thì em cứ quét ra bình thường giúp chị thôi, ok chưa nhá? Còn nếu như mà em muốn nghe thêm audio của chị thì các bạn sẽ lên trên kênh YouTube Học Văn Chị Hiên để nghe trọn vẹn cái những cái audio của chị nhá. Rồi, thật ra học thuộc lòng tất cả bài văn là một điều khó lắm đấy Phi Hùng ạ, chứ không phải là dễ đâu. Ok, xin chào Giang My, xin chào em. Các bạn ơi, chị cũng đã phát được trực tiếp với các bạn chừng 40 phút rồi đấy, đúng không? 30 phút rồi. Ngày hôm nay thì hình như là các bạn đang nghỉ thứ bảy hay là các bạn chuẩn bị nghỉ Tết rồi hay sao ấy. Thế nên là chị thấy các bạn kiểu trầm lắng lắm, nên là không thấy các bạn sôi nổi học lắm. Năm trước ấy, tầm này thì 2K1 kiểu phải học sôi nổi lắm rồi ấy, nhưng chị chẳng hiểu sao năm nay 2K2. Em có thể vào Zalo nhá. Em có thể vào Zalo để quét cái mã QR ấy, hoặc là em lên trên App Store em tải một cái phần scan về, đúng không? Em tải một cái phần scan về là sẽ được thôi. Ok không? Nhá. Các bạn ơi, hiện tại thì các bạn cũng có rất là nhiều bạn hỏi chị về cái tài liệu ôn thi của chị hay là khóa học của chị. Thì bây giờ chị đã tạm thời dừng lại việc chạy khóa học rồi, sẽ không có bạn nào đăng ký khóa học online của chị được đâu. Khi nào ra Tết thì chị sẽ có khóa học mới, được không ạ? Còn hiện tại bây giờ thì chị vẫn có tài liệu ôn thi dành cho các bạn. Và nếu như mà các bạn muốn tham khảo tài liệu ôn thi của chị để có những cái bài viết tốt hơn, nâng cao điểm của mình, thì các bạn có thể nhắn tin về fanpage để tìm hiểu về những cái tài liệu ôn thi của chị nhé. Vì đã rất là nhiều bạn lựa chọn và các bạn ấy đều có cái số điểm cải thiện rồi. Chị rất là mong là các bạn cũng sẽ có thể cải thiện được số điểm văn của mình. Em sẽ không sợ văn nữa này, ngày càng yêu văn hơn này. Và các bạn cũng sẽ kiểu tự mình học ấy để đạt được cái số điểm môn văn tốt hơn, được không nhá? 11 học kỳ 2 á, chắc là chúng mình sẽ để ở cái phần livestream sau nha, được không? Vì bây giờ thì chắc là chị cũng phải có một số công việc mà chị cần phải làm bây giờ, nên là chúng mình sẽ hẹn nhau ở phần livestream sau nhá, được không ạ? Thế à, mấy bài chị viết trên phết em thuộc lòng rồi, thi thử văn lúc nào cũng điểm cao à? Rất đỉnh. Rồi ok, thế là rất đỉnh rồi đấy nhá, cố gắng lên, ok chưa? Các bạn ơi, ngày hôm nay chị sẽ đọc tặng cho các bạn một bài thơ để thay lời kết cho cái phần phát trực tiếp này. Và chị hy vọng, wow, một con chín học kỳ à?
Trời ơi siêu thế, học sinh của chị siêu thế, các bạn kiểu siêu cực luôn ấy. Trời ơi các em siêu cực luôn ấy, hãy tiếp tục phát huy nhá, được không? Các em hãy tiếp tục phát huy điều này nhá. Cứ mỗi lần mà nghe các bạn ấy báo điểm cho chị ấy, là chị kiểu hết hồn luôn ấy. Tại vì không hiểu là tại sao các bạn lại kiểu giỏi thế ấy. Thực sự luôn ấy, không hiểu tại sao các bạn lại có thể giỏi như thế được. Rồi, chị sẽ đọc tặng các bạn một bài thơ mang tên là bài thơ mà chị vừa đọc cho các bạn. Một cái câu ấy, đó là bài thơ mang tên là bài thơ dại khờ, được không ạ? Như thế này: người ta khổ vì yêu không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người, có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi. Người ta khổ vì xin không phải chỗ, đường êm quá ai đi mà nhớ ngó, đến khi hay gai nhọn đã vào xương. Vì thả lòng không kìm chế dây cương, người ta khổ vì lui không được nữa. Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa, những tim không mà tưởng tượng tràn đầy, muôn ngàn tim đời cơ dõi sương mây, dân thân mãi để kiếm trời dưới đất. Người ta khổ vì cố chen ngõ chật, có đóng bưng nên càng quyết xông vào, rồi bị thương người ta giữ gươm dao, không muốn chữa, không muốn lành thú độc. Các em biết bài thơ này không ạ? Đây là bài thơ Dại Khờ của nhà thơ Xuân Diệu. Và chị cũng đã từng đọc bài thơ này cho các bạn nghe, nếu như mà các bạn đã theo dõi chị rồi, được không nào? Rồi, cảm ơn các em nhá, vì ngày hôm nay đã xem hết phần livestream này. Và chị chúc cho các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ, ngày càng yêu môn văn hơn. Ok không? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui. Bye bye.